bạn số danh 028. Một người bạn cũng rất là quen thuộc, đã từng là casting chung mùa của mình đúng không? Người bạn tên là Thanh An. Ladies and gentlemen, welcome to the episode Sài Gòn Tân Thời. Vâng, xin hoan chào đón quý vị mình đến với đồng của tôi Sài Gòn Tân Thời vào tối đêm nay quý vị mình ha. Giao vòng lời đa phụ cho quý khán giả mình là vòng lời 30.000 đồng ha quý vị mình ơi. Thương tình ủng hộ cho bên cho chúng em mỗi người 1-2 tờ vé luôn ha. Và chỉ có 30.000 đồng thôi. Và thế là cuộc chơi rất là đơn giản quý vị mình ha. Gia cho là cho hàng dọc và kinh là trên hàng ngàn. Ba con là thiếu, năm con là dư, bốn con hàng ngàn mới hợp lệ quý vị mình ha. Và có kinh chạy nhanh thật nhanh lên sân khấu quý vị mình ơi. Để bây giờ chúng em kiểm cờ và nghĩ từ bây giờ ai được vé rồi. Hướng mắt về sân khấu bắt đầu. Yo, go. Vâng, và ngay từ bây giờ quý vị mình hãy đến sân khấu cùng lắng động quý vị mình đây em sửa đến với em bằng một ca khúc Phó Hoa Remix quý vị mình nha. Và thí sinh Thanh An đã là thí sinh cuối cùng trong đêm thi ngày hôm nay rồi. Rất là mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho bạn thí sinh Thanh An một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Dạ, và kính thưa quý vị, sau màn thi của người đẹp Thanh An thì chúng tôi sẽ còn công bố thêm một giải thưởng. Mà từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 20 tháng 3, đoàn của tôi Sài Gòn Tân Thời đã tổ chức, đó là vòng thi online. Đó, cho nên là rất là mong quý vị sẽ ở lại sân khấu để ủng hộ tinh thần cho các bạn thí sinh.
nhân biểu diễn ạ. Và chúng ta đã trải qua phần thi lô tô cũng như là phần thi thiếu một tài năng của thí sinh Thanh Anh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ nghe nhận xét từ ban giám khảo. Đầu tiên xin mời giám khảo Xuân Tâm sẽ có lời nhận xét về phần dự thi của thí sinh Thanh Anh ạ. Ok, Thanh Anh, một cái người rất là quen thuộc của Xuân Tâm. Và cái năm mà Tâm thi thì Thanh Anh cũng là người thi chung của Xuân Tâm luôn, ở ngay vòng cuối cùng luôn. Đó, nên là Tâm rất là biết Thanh Anh và rất là mong sự trở lại của Thanh Anh ngay cái vòng này. Và đặc biệt thì Thanh đã cho mọi người thấy được cái sự tròn trịa của mình qua và phần hiện tài năng cũng như phần hô số. Và Xuân Tâm xin tặng cho Thanh Anh 2 điểm 10. Cảm ơn Xuân Tâm rất là nhiều ạ. Chị chỉ nói vậy thôi, tại vì em cũng đã theo đuổi hoạt động của đoàn rất là lâu rồi, từ khi còn ở, chị nhớ không lầm là ở Cung Văn Hóa Lao Động lận. Dạ, Rubik lận. Em theo đổi đi, trở thành một thành viên của Sài Gòn Tân Thời. Và theo chị được biết em cũng đang là quản lý của Tư Hậu, đúng không? Dạ, không có, em nghĩ được. Chắc cũng được gần một tháng rồi. Là lúc trước là em đã đang làm quản lý của đoàn Tư Hậu luôn đó, theo chị biết như vậy đúng không? Ok, cho nên là chị hỏi kỹ để bắt công là thích lòng với chị chứ tâm cũng mời người mà đi thi. Nhưng mà thật ra thì hôm nay á, so với những cái năm trước của em tham gia đó là rất là khác, lô tô xuất sắc, phần hát đó hợp lý nhưng mà hát không có được. Anh Tiến kìa, anh Tiến thì kìa nghe đi. Vậy hả? Thì nếu vậy em đừng hát, em đi thi mà, mình có quyền mà, mình đưa cái nào đưa hát đó, còn không mình nói làm tổ chức. Tại vì nó đã trễ rồi, nó lỗi với em thì nó phải đáp ứng đúng yêu cầu em mới được. Mà không cứ vô chút xíu ra thi bằng này vẫn được, nó sao? Cho nên là mình làm luôn thì cái lỗi nó thuộc mình rồi. Cho nên là cái bản lĩnh sân khấu ở đó nữa. Có một cái khuyết điểm mà dành cho một người làm nghề, một người làm quản lý rất là lâu rồi, bạn đang chấp phải rất là lớn. Đó là đứng sân khấu lô tô này mặc đồ giống như đang đám cưới. Hiểu không? Nếu đã xác định đi thi lô tô là phải theo over cỡ này. Cỡ này. Đó, vậy. Xương xương vậy thôi. Hiểu không? Dạ hậu đài cho mình xin chiếu lại tấm hình mặc đồ hải cẩu đi ạ. Để coi là ô về như thế nào ạ. Không, cái đó là chủ đề người ta là thể thao, má ơi. Ta phải mặc đồ vậy để kích thích mọi người tập thể dục. Chủ đề thể thao chứ không phải chủ đề là con rái cá. Mặc cái đồ kỳ cục. Rồi, cho nên đó là chị có cái góp ý gì cho em, chị có vậy thôi, còn mọi thứ đều rất ok. Chúc mừng em, lần này là lần đầu tiên mà khi mà chị đối diện với em, chị không có suy nghĩ gì nhiều chứ. Vô. Dạ, đó. Thôi thì Dân cũng có một chút góp ý chút xíu thôi, nhỏ xíu thôi. Đó là có thể là hôm nay cái chân mình nó hơi nhiều hột xoàn chút xíu. Nó có thể là nó sáng hơn cái áo của mình luôn á. Cho nên là có thể là mình một cái dưới da mỏng thôi cũng được. Dạ. Nhìn nó sẽ rất là lịch sự ha. Rồi cảm ơn Thanh Anh. Nhà Vi. Dạ. Thanh Anh đúng không? Dạ. Thanh Anh. Đúng rồi. Thanh Anh. Cũng có góp ý giám khảo là nó ít hơn 11 giờ rồi. Dạ xin cảm ơn. Chúc mừng. Xin cảm ơn những chia sẻ đến từ quý ban giám khảo rất là nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả của thí sinh Thanh Anh. Xin mời ban giám khảo cùng dơ bảng điểm. 3, 2, 1. Xin mời kết quả. Chúc mừng Thanh Anh đã nhận được phiếu chờ. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, thì ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ đến ngay với kết quả của vòng bình chọn online.